Nhà tù được coi là chốn địa ngục của trần gian. Chính vì vậy mà có không ít những tên tội phạm đã mạo hiểm tính mạng, tìm mọi cách để lấy lại sự tự do. Với bộ óc thông minh và thủ đoạn tinh vi, chúng luôn biết cách lợi dụng các kẽ hở trong hệ thống nhà tù để trốn thoát. Ngay bây giờ, hãy cùng Độc Đáo TV cùng điểm qua 7 cuộc đào tẩu ngoạn mục nhất lịch sử nước Mỹ. Những câu chuyện này hoàn toàn là có thật. 1. John Dillinger. Vào năm 1934, tên cướp nhà băng khét tiếng John Dillinger đã trốn thoát khỏi nhà tù Hart Lake, một bức tường thành vô cùng kiên cố, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi cảnh sát vũ trang và lực lượng vệ binh quốc gia. Điều đặc biệt là công cụ hắn sử dụng chỉ là một khẩu súng giả được chạm trổ từ gỗ. 2. Bắc Tiến Dương. Bắc Tiến Dương là tên tội phạm nguy hiểm gốc Việt, từng bị kết án với nhiều tội danh như âm mưu giết người, trộm cắp vũ khí, vi phạm luật sử dụng vũ khí. Vào tháng 1 năm 2016, sau khi thoát lên khu vực mái qua đường hầm ống nước của nhà tù Hart Orrin, hắn cùng hai phạm nhân khác đã sử dụng một sợi dây thừng làm từ các tấm ga trải giường để treo xuống. 3. Nhà tù liên bang Libby. Năm 1864, hơn 100 binh sĩ bị bắt từ cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã trốn khỏi nhà tù Libby kiên cố, được canh gác nghiêm ngặt. Trong suốt 17 ngày, họ đã đào một con đường hầm bí mật từ một tầng hầm bỏ hoang để thực hiện cuộc đào tẩu táo bạo này. 4. Nhà tù liên bang Alcatraz. Alcatraz là một hòn đảo tại Mỹ và sở hữu nhà tù khét tiếng đã hoạt động trong 30 năm, từ năm 1933 đến năm 1963. Kể từ khi đi vào hoạt động, chưa có tù nhân nào vượt ngục thành công. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 1962, Frank và Clarence Morris đã trốn thoát khỏi nhà tù kiên cố này bằng đường hầm được đào từ phòng giam của họ. Tiếp đến, hai anh em nhà Morris sử dụng một chiếc bè để vào bờ rồi biến mất một cách bí ẩn. 5. Slick Willie. William Sutton là một tên tội phạm nổi tiếng khôn ngoan nhờ 3 vụ vượt ngục thành công. Năm 1947, ông đóng giả thành một viên bảo vệ giám sát rồi đi ra khỏi nhà tù một cách rất đơn giản. 6. Kẻ sát hại mục sư Martin Luther King. James Earey bị áp giải đến nhà tù liên bang Brucey Mountain tại Tennessee sau khi ám sát mục sư Martin Luther King. Năm 1977, hắn vượt ngục thành công nhưng đã bị bắt lại chỉ sau 2 ngày ở trong rừng. 7. James Robert Jones. Năm 1977, James Robert Jones đã tẩu thoát ngoạn mục khỏi một nhà tù quân sự với mức độ an ninh tối đa, được mệnh danh là pháo đài Leavenworth. Không ai tìm thấy James cho đến năm 2014 khi hắn bị phát hiện đang sinh sống tại Florida dưới một danh tính giả.